Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt 3, trang 23 đến trang 26, tuần 21, bài 5, Ngày hội rừng xanh, sách kết nối tri thức. Đầu tiên là phần đọc, nhìn tranh kể tên những con vật đi dự ngày hội rừng xanh. Như vậy các em hãy quan sát kỹ bức tranh dưới đây và chúng ta sẽ kể tên các con vật có trong bức tranh này. Thì các em quan sát kỹ thì chúng ta thấy những cái con vật có trong bức tranh này đó là chim, chim gõ kiến nè, chim gõ kiến ở đây, các em thấy ở đây có chim gõ kiến nè, rồi gà rừng, công, rồi tiếp theo là khứu và ở đây là kỳ nhông. Như vậy những con vật đi dự ngày hội rừng xanh đó là chim gõ kiến, gà rừng, kỳ nhông, khứu và công. Tiếp theo bài đọc ngày hội rừng xanh. Chim gõ kiến nổi mõ, gà rừng gọi vòng quanh. Sáng rồi đừng ngủ nữa, nào đi hội rừng xanh. Tre trúc thổi nhạc sáo, khe suối gậy nhạc đàn. Cây rủ nhau thay áo, khoác bao màu tươi non. Công dẫn đầu đội múa, khứu lĩnh sướng dàn ca. Kỳ nhông diễn ảo thuật, thay đổi hoài màu da. Nắm mang ô đi hội, tới suối nhìn mê say. Ơ kìa anh cọn nước, đang chơi trò đu quay. Vương Trọng. Như vậy các em vừa đọc bài thơ Ngày hội rừng xanh. Trong bài có các từ ngữ mõ. Ở đây là cái nhạc cụ dân gian làm bằng tre hoặc là gỗ, lòng rỗng dùng để điểm nhịp hoặc là báo hiệu phát hiệu lệnh. Lĩnh sướng ở đây là hát đơn ca một câu, một đoạn trước hoặc là sau phần khác của tập thể. Ảo thuật là làm biến hóa các đồ vật một cách nhanh và khéo léo như có phép lạ. Cọn nước là cái vật hình bánh xe có gắn một hệ thống bằng tre nứa, có thể tự quay được nhờ sức nước dùng để đưa nước từ suối lên ruộng. Thì các em quan sát ở đây là cái cọn nước nè, là một cái vật có hình bánh xe có gắn một hệ thống ống ở đây, có thể là làm bằng tre hoặc là nứa và có thể là quay được nhờ sức nước. Rồi ảo thuật tức là làm biến hóa đồ vật một cách là nhanh chóng và khéo léo như có phép lạ. Rồi nội dung bài thơ thể hiện sự vui nhộn của ngày hội rừng xanh. Thiên nhiên xung quanh chúng ta là một thế giới vô cùng kỳ thú và hấp dẫn. Tiếp theo là trả lời câu hỏi câu 1, các sự vật dưới đây tham gia ngày hội như thế nào? Như vậy các em quan sát kỹ các bức tranh và cho biết các sự vật trong mỗi bức tranh là gì, chúng tham gia vào ngày hội như thế nào. Thì các em quan sát tranh 1 ở đây, thì đây là tre, trúc. Trong bài thơ thì tre, trúc tham gia vào ngày hội đó là thổi nhạc sáo. Còn tiếp theo tranh 2 ở đây là cọn nước. Cọn nước thì chơi trò đu quay. Còn tranh 3 là nắm mang ô đi hội. Tranh 4 là suối gãy nhạc đàn. Như vậy các bức tranh, sự vật trong mỗi bức tranh và chúng đã tham gia vào ngày hội đó là tranh 1 tre trúc thổi nhạc sáo, tranh 2 cọn nước chơi trò đu quay, tranh 3 nắm mang ô đi hội, tranh 4 suối gãy nhạc đàn. Tiếp
theo câu 2, cùng bạn hỏi đáp về một hoạt động các con vật có trong ngày hội rừng xanh. Ví dụ, chim gõ kiến làm gì? Chim gõ kiến nội ngọ. Như vậy, các em hãy đọc kỹ bài thơ và dựa vào cái mẫu này để chúng ta đặt câu hỏi và đáp. Ví dụ như chim gõ kiến làm gì? Chim gõ kiến nội ngọ. Như vậy, trong bài đọc của chúng ta có các hoạt động của con vật, đó là gà rừng thì làm gì? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi gà rừng làm gì? Gà rừng gọi mọi người trong rừng dậy đi hội. Công làm gì? Công dẫn đầu đội múa. Khứu làm gì? Khứu lĩnh sướng dàn ca. Kỳ nhông làm gì? Kỳ nhông diễn ảo thuật. Rồi tiếp theo câu 3, bài thơ nói đến những âm thanh nào, những âm thanh ấy có tác dụng gì? Thì các em đọc kỹ lại bài thơ và tìm những âm thanh được nói đến trong bài. Những âm thanh được nói đến trong bài đó là nhạc sáo, nhạc đàn. Câu 4, em thích nhất hình ảnh nào trong bài thơ vì sao? Để các em suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Ví dụ như em thích nhất hình ảnh nắm mang ô đi hội, vì hình ảnh những chiếc nắm nhỏ xinh được miêu tả rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Tiếp theo phần nói và nghe. Rừng số 1 nhỏ, nói điều em biết về rừng qua phim ảnh sách báo. Gợi ý, em biết đến khu rừng đó nhờ đâu, cây cối trong khu rừng đó như thế nào, trong rừng có những con vật gì, nêu cảm nghĩ của em về khu rừng đó. Như vậy chúng ta sẽ nói về những điều chúng ta biết về rừng qua phim ảnh sách báo. Thì các em hãy dựa vào gợi ý để chúng ta nói lên những cái điều mà em biết. Cô ví dụ, em biết đến rừng Cúc Phương nhờ vào chương trình trên TV. Thì chúng ta sẽ nói đến ở đây là rừng Cúc Phương. Rồi, cây cối trong rừng như thế nào? Cây cối trong rừng rất tươi tốt, rậm rạp. Rừng có nhiều loại cây khác nhau. Trong rừng có những con vật nào? Trong rừng Cúc Phương có nhiều loại chim, khỉ, cá và các loại côn trùng. Rừng Cúc Phương, cảm nghĩ của em về rừng Cúc Phương thì chúng thấy rừng Cúc Phương là một khu rừng rộng lớn. Em không một lần được đến tận nơi để khám phá khu rừng này. Tiếp theo câu 2, trao đổi với bạn làm thế nào để bảo vệ rừng? Thì các em hãy suy nghĩ và cùng trao đổi với các bạn về những cách để bảo vệ rừng. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một số biện pháp bảo vệ rừng, đó là không chặt phá rừng bừa bãi nè, rồi không săn bắt các loài động vật quý hiếm trong rừng, không xả rác làm ô nhiễm nguồn nước, vân vân. Tiếp theo, viết số 1 nhỏ, nghe viết chim chích bông. Thì phần nghe viết này các em có thể nhờ người thân đọc cho các em nghe và các em viết, rồi sau đó các em sẽ kiểm tra là lỗi chính tả của mình. Câu số 2, viết vào vở các địa danh có trong đồng bằng dưới đây. Vườn quốc gia Cúc Phương là một khu bảo tồn thiên nhiên thuộc 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Đây là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam. Trung tâm vườn đặt tại xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Vườn có hệ thực vật, động vật phong phú. Nhiều loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cũng được bảo tồn tại đây, làm ăn. Như vậy, các em đọc kỹ các câu trong đoạn văn và chúng ta sẽ viết vào vở những cái địa danh, các cái địa danh có ở trong đoạn văn này.
Như vậy trong đoạn văn này chúng ta có các từ ngữ chỉ địa danh ở đây, đó là Ninh Bình nè, Cúc Phương, Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, rồi Việt Nam và Nhờ Quàng. Như vậy các địa danh có trong đoạn văn là Cúc Phương, Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, Việt Nam, Nho Quang. Tiếp theo số 3 nhỏ, làm bài tập A hoặc B. A, chọn yêu hoặc là ưu thay cho ô vuông. Như vậy chúng ta sẽ chọn phần yêu hoặc là phần ưu thay cho những cái ô vuông màu xanh dưới đây. Cứ chiều, bay, bầy hươu lại rủ nhau ra suối uống nước. Buổi sáng tiếng chim khứu lạnh lót khắp vườn. Mặt trời chiếu những cái tia nắng ấm áp xuống vườn cây. Như vậy câu đầu tiên chúng ta sẽ điền phần yêu, cứ chiều, bay, bầy hươu lại rủ nhau ra suối uống nước. Buổi sáng tiếng chim khứu lạnh lót khắp vườn. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống vườn cây. Tiếp theo B nhỏ, tìm và gọi tên các sự vật có tiếng chứa vần ất hoặc là ấp trong tranh. Như vậy các em sẽ quan sát tranh, tìm và gọi tên các sự vật có tiếng chứa vần ất hoặc là ấp. Đầu tiên chúng ta thấy ở đây có những quả gấc, thì tiếng gấc này có chứa vần ất. Rồi ở đây là có cây, đây là cái quả Phật thủ, và tiếng Phật thì có vần ất. Rồi ở đây bạn gái đang mang đòi tất thì có vần ất. Rồi ở đây chúng ta thấy có nữa là bậc thềm, có chứa tiếng bậc có chứa vần ất. Và ở đây có con lạch đạch chứa vần ất. Như vậy những sự vật có tên chứa tiếng có vần ất đó là lạch đạch, cây Phật thủ, đòi tất. Những sự vật có tên chứa tiếng có vần ất đó là dàn gấc, bậc thềm. Tiếp theo, phần vận dụng trao đổi với người thân về một loài thú sống trong rừng, tên gọi đặc điểm. Thì các em tìm hiểu về một số loài thú sống trong rừng rồi chúng ta sẽ trao đổi với người thân. Ví dụ như ở trong rừng thì chúng ta có con hổ thì có đặc điểm như thế nào? Ví dụ như là lông vằn, răng thì sắc nhọn. Như vậy chúng ta sẽ tìm một cái loài thú nào đó ở trong rừng và chúng ta sẽ trao đổi với người thân về tên gọi đặc điểm. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng con theo dõi môn tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thùy Linh để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt, cô chào tạm biệt các em.